Ngựa này tên là con ngựa gì chú? Dạ. Để đua hả chú? Ngựa đực hay sao? Ngày nào cũng phải dắt bộ nó vậy hả chú? Rồi có cột nó lại không? Dạ. Chú nuôi nhiều không chú? Bốn con hả? Để đua vậy đại nam hay sao chú? Con này con đực không chú? Người này ô cả nhà ơi, ô đẹp lắm. Ở chỗ hả chú? Tới này còn nước, còn nước, tới này còn nắng, còn nước. Một ngày là phải dắt nó đi 5-7 cây số hả? Rồi dắt nó về tắm rửa rồi cho nó ăn được hay sao chú? Tắm này dắt nó đi câu lông rồi. Dạ. Dạ con chạy theo chú, lát không vô nhà chú quay mấy ngựa ha. Dạ. Nãy giờ đi được mấy cây rồi chú? Vậy là sáng chú cho đi một lần rồi, chiều chỉ cho đi ít ít rồi cô Long thôi, sáng đi cỡ khoảng 4-5 cây rồi nha cả nhà. Ngựa nó đẹp sùng ghê ta. Ngựa đu ok. Con ngựa này nó tính chiều cao làm sao chú? Tính chiều cao làm sao? Từ dưới đất lên ngay chỗ giữa lưng nó hay là tên cái đỉnh đầu nó? À, ngay cái cục xương hả?
tao có hỏi con ngựa này nó được mấy năm tuổi rồi chú? 6 tuổi rồi. Nó đua giải nó được mấy giải rồi? Về đây thì chủ hồi lúc trước thì nó một giải nhiều, cũng đẩy được chủ nước ngoài ít đua, thì nó về nó có đua cũng giải vẫn đua. Ở đây chú nuôi được mấy con? Con nào cũng đang tình trạng là chuẩn bị đua hết đó hay chú? Gì với chủ nhật đó. Người nó có nó giống người này không hay là nó người cái? Lát hồi giờ mời cả nhà qua xem con ngựa cái của chú ha. Ở đây chú nuôi được 4 con phải không chú? 4 con. Ngựa cái với ngựa đực ngựa nào nó chạy nhanh hơn chú? Con mạnh hơn. Con nào mạnh hơn? Có cái bồm thì cho con hỏi là nuôi một con ngựa gì chăm sóc nó sao chú? Chăm sóc cực lắm hả? Hơn người bệnh hả? Buổi sáng hơn chú người, con người á hơn nít nữa. Coi như buổi sáng là khoảng tránh 4-5 giờ, ngựa nhiều quá tôi đi 4 giờ, tôi đi nó gần 1 tiếng hồ, nó chạy lúc trước á về cái dọc chơi về cái cà ta chạy đuôi đi. Đó, chảy cho nó bóng lên rồi nó ăn. Đó, giờ chiều tắm nó phải dẫn đi cho nó khô lông, hoặc vòng nắm dây cho nó chơi khô lông mới bỏ vô chuồng. Rồi 4 giờ nó đầu cho nó ăn. Thôi giờ cho ăn tới 10 giờ đêm. Cho ăn cái cách mấy tiếng hồ, 1-2 tiếng hồ cho ăn cỏ. 1-2 tiếng hồ cho ăn cỏ. Rồi cuối cùng cho ăn thêm miếng lúa nữa và thực phẩm. Rồi nó ngủ tới sáng là lúc đó tới 10 giờ 10 mấy. Vậy là cái chính của nó là cỏ với lúa hả chú? Hay cỏ, có cám không? Thực phẩm của ngựa. À, thực phẩm của ngựa cũng có. Rồi chú có cắt mấy cái lông, tỉa lông rồi nhìn đẹp ghê ta. Cái đó cũng cầu kỳ lắm hả chú? Để cắt cái lông bồm đó. Lông bồm tỉa đẹp rồi, ghê ta. Nhà thấy không? Ngựa chú chăm rất là kỹ lưỡng ha, mà rất là cực ha, phải dậy từ 4 giờ sáng rồi chăm cho tới nhiều khi tới khuya 10 giờ luôn cũng phải cho nó ăn, lâu lâu cũng phải chăm ngó nó. Bởi vì con ngựa ra cái màu lông nó rất là đẹp mà cái lông đồ người nó cũng mướt ha. Để chuẩn bị là chiến đấu ha, đua mấy cái giải giống như là hiện tại giờ trường đua Phú Thọ không còn đua nữa cả nhà, thì sẽ đua trường đua ở Đại Nam nha cả nhà. Thì hiện tại chú có 4 con ha, thì giới thiệu sơ cho cả nhà xem cái con này. Thì cái con này kêu tên gọi nó là gì chú? Ngựa ô hay là gì? Chú nó tên là Đông Triều. Đông Triều. Bây giờ đặt đổi lại là Đại Anh Hùng. Rồi, con thứ nhất là muốn giới thiệu cho cả nhà là cái con Đại Anh Hùng này ha. Rồi mình qua cái chuồng khác mình giới thiệu lại tiếp cái con khác cho cả nhà xem ha. Đây. Đó, một chuồng một ô nó như vậy nha cả nhà. Rất là đẹp, con này nhìn vô rất là đẹp, chân cẳng móng rồi. Ha, chân cao nữa, cơ không à, dùng để đua nha cả nhà. À, giới thiệu cả nhà con thứ hai ha. Con thứ hai cũng màu này gọi là màu ô hay cái gì vậy chú? Màu vàng ha. Đó, nó gặp mình là nó rất là quý mến ha cả nhà. Thì con này đua giải, tình hình đua giải nó làm sao chú? Hằng 7-8 cái đua giải nha cả nhà. Con này cỡ khoảng mấy tuổi chú? 5-6 tuổi. Hằng 7-8 cái. 5 tuổi. Con này nó tên là gì chú? Ôi ôi ngựa đẹp đó, cái chân rồi các bạn thấy mà cái ngựa được cái dòng ngựa đua đó, cái chân cẳng đó thấy không, cái cổ nó dài vậy đó. Thí dụ ngựa đua là chọn làm sao để chú, thí dụ ngựa đua là mình nhìn cái nét nó làm sao? Ngựa đẹp một cái, thứ hai nữa nó có dòng máu à. Cha mẹ nó giống
giống dòng giống nó chạy đuôi nhanh là nó đuôi nhanh rồi, xong rồi phải có tướng tá đẹp ha, cao ráo. Cao ráo thì con ngựa này nếu mà người ta tính chiều cao là người ta tính từ đâu tới chỗ nào chú? À, tính ngay tới cái xương đòn dài nó đó ha, là chiều cao. Con này nó cũng cao ha chú ha. Con này cao cỡ khoảng nhiêu chú? 1m4 mấy ha. Nhưng mà 1m4 mấy nhưng mà ở ngoài nó cao, rất là cao nha cả nhà. Nó dương cái đầu nó lên chắc khoảng 2m mấy. Dương cái đầu nó lên 2m mấy. Ngựa rất là đẹp cả nhà. Rồi, con thứ hai muốn giới thiệu với cả nhà, con này ăn giải là 5-6 lần rồi nha cả nhà. Đẹp lắm. Rất là đẹp. Đây thức ăn chính của nó là cái giỏ bỏ thức ăn ha. Bên đây cái xô nước thì cho nó ăn cỏ với lúa rồi cám đó, để thức ăn chính. Rồi hàng ngày phải tắm rửa tập thể dục cho nó nha cả nhà. Đẹp không? Đấy là... Ngựa này ngựa cái hay ngựa đực chú? Cái. Wow, cái màu nó đẹp lắm cả nhà ơi, màu đỏ mà đỏ đậm này rất là đẹp. Cái màu này nó đẹp hơn cái màu đen ha chú ha, hay là cái màu đen đẹp ha? Do mình nuôi bóng, con nào cũng bóng là đẹp. À, con ngựa mà chú nuôi đạt ghê, nuôi con nào cũng bóng láng, cơ kiết rồi có hết nha cả nhà. Giống như lực sĩ mà chạy bộ vậy. Vâng, mê người ta. Mê, thích người. Chú mà cái ngựa này mà là Tết hay là cái gì á, lễ rồi hay gì mà kiếm cái xong rồi đem ra cho anh ta chụp hình leo lên nè, chắc con này cũng dễ cho chụp được nè ha. Chụp hình đem lên đó, làm kỷ niệm nè. Ui, đẹp gái ghê nha con. Con này thì nó có đẻ gì không chú, hay là chưa, có hay, chưa đẻ luôn hả? Mấy tuổi nó mới đẻ chú? 2-3 tuổi, tại vì chú không cho đẻ thôi phải không? Ngựa đua mình không cho đẻ. À, vậy là 2-3 tuổi là nó đẻ rồi, tại ngựa đua chú không cho đẻ. Rồi lông cắt tỉa rồi gọn gàng ha, bóng mượt luôn, rất là đẹp. Nhìn con ngựa là mê ly luôn, ngựa này nó mê người đó nha. Rồi vuốt nè con, rồi vuốt con mê. Hồi nhỏ mình rất là thích con ngựa, trong các loại con mình thích con ngựa nhất nha cả nhà. Tới mấy giờ mới cho nó ăn cỏ chú? Ăn cỏ uống nước đồ. À, uống nước thì để nó uống thoải mái rồi. Đúng rồi, 4 giờ 4 rưỡi. 4 giờ 4 rưỡi. Giờ này chưa tới giờ cả nhà. Đó, cái cờ của nó thấy không cả nhà, thấy không? Ngựa đua biết rồi, cái cờ nó nè. Cờ không. Cờ ngay bắp chân giống như mấy cái người mà chạy đua đó cả nhà. Đẹp lắm, đẹp. Con này thì giới thiệu với cả nhà tiếp là con thứ ba nha cả nhà. Thì cái con này nó có cái màu trắng ở trên đầu nó. Cái đó người ta kêu gọi là cái gì chú? Sọc. Sọc, sọc đầu hả? Mấy con ngựa chú nuôi là nó có lai không hay là nó lai giống ở nước ngoài hả chú? Đa số là lai giống ở đâu chú? Bên đây thì trồng anh đập ít. À. Ngựa mà ngựa Việt Nam mình rất là nhỏ cả nhà. À, còn cái ngựa này chú nuôi ngựa lai rồi ha, ngựa lai giống nước ngoài cả nhà. Nhìn đẹp lắm. Con này là con cái ha chú ha. Cái luôn. Ba con cái. Ba con cái còn được. Con này là đã chú cũng chăm sóc nè, tỉa lông tỉa lá rồi đẹp luôn nè. Giò cẳng cào ráo nè. Đùa là ok. Thường thường thấy con thấy nuôi ngựa đua là người ta nuôi ngựa cái nhiều hơn nuôi ngựa đực không vô? Ngựa cái nó có lợi hơn cả nhà. Con này được mấy tuổi rồi con chú? 5 tuổi. 5 tuổi rồi hả? Ra giải mấy lần rồi? Về đây mới về đây mới nuôi mấy tháng chủ mới mua về. À chủ mới mua. Mới về về bữa chủ nhật. Một cái con ngựa vậy chú nói cỡ khoảng nhiêu cho mọi người? Mới mua 70 triệu. 70 triệu con ngựa này. Con ngựa được mua 201. Con ngựa hồi nãy chú dẫn mà quay đầu clip đó là 201 nha cả nhà. Con này là 70 triệu. Tùy theo. 108 triệu.
À, cái con mà mới quay nãy, con thứ hai á cả nhà, là con đó là 180 triệu chưa bán nha cả nhà. Cái con này thì nó chưa có đua, nó chưa có vô cái ba rem á, thì giá nó còn rẻ ha, giá nó 70 triệu nha. Nhưng mà nó lên cái ba rem rồi đó là cái giá nó cao lắm nha cả nhà. Con này nếu mà vô ba rem mà đua được đó ha, giá cũng cỡ trên 100 nha cả nhà. Mắt mũi rồi rất là đẹp, giống tốt nha cả nhà. Cái này mình nghĩ chắc lai giống ở bên châu Âu quá, phải không chú? Nó có lai, mà lai nhiều khi lai hai đời. Lai hai ba đời. Đó, gần gút rồi ha, giò cẳng là ok. Thức ăn chính của nó là cỏ với lúa với lại cám nha. Em gái này rất là đẹp gái nha. Bỏ cái yên vô là đua thôi. Chú chăm sóc rất kỹ, ngày nào cũng cho tập thể dục hết. Tập thể dục mới đua được. Rồi giới thiệu tiếp cho cả nhà xem con thứ tư nào cả nhà. Tiếp tục giới thiệu con thứ tư nha cả nhà. Con này cũng con cái nha cả nhà. Thì cái con này chân nó có cái màu trắng ở hai phía sau này cả nhà. Ở trước hai phía đó. À, ở trên đầu cũng có cái chấm dấu chấm nè, đó con cái. Con này được bao nhiêu tuổi rồi con? 6 tuổi rồi. 8 tuổi rồi hả chú? 6 tuổi hả? Con này mình đúc nha cả nhà. Tướng tá là ok, ngon lành. Nhưng mà không biết đua thì ok không chú? Đua được. Đua ok luôn nha cả nhà. Thí dụ như con này giá thị trường nó có khoảng nhiêu chú? Cái này chưa cũng trên 100 ạ. À, trên 100 triệu con này. Rất là đẹp. Con này cũng 5 tuổi rồi. Một ngày là chú chăm sóc là chú phải cho nó chạy thể dục đều 4 con vậy đó. Sáng lần rồi tắm rửa bắt đầu cho chạy lần khô lông khô lá rồi ha. Rồi ăn uống ngày mấy cử? Nếu mà mấy cử chính chú? Nó coi như là lúa hợp chính, sáng 8:30. Chiều 4:30 lúa. Còn cỏ thì sáng 8:30 ăn lúa xong rồi bỏ nó khoảng 10:30 bỏ nó một máng cỏ ăn. Rồi chiều bỏ, chiều tối thì 6:00 bỏ, 8:00 bỏ. Bỏ hai lần, rồi 10:00 bỏ thêm miếng lúa cho nó ăn. Cả nhà thấy mình đúng không? Tướng tá đẹp. Cái này bỏ cái kiên vô nữa là đùa là bá cháy và chết ha. Không phải nói gì nữa. Cái con ngựa là mình coi sấy hay sao chứ? Ta cũng coi theo sấy nè. Sấy bướm giống như con bò không? Nó vậy, sấy nào hơn, sấy nào xui. À, sấy nào hơn, sấy nào xui hả? Sấy bướm đồ đàng hoàng luôn không? Đẹp lắm nha cả nhà. Đòn nó dài lắm. Cái con ngựa này cỡ hai người được không chú? Hai người nó chịu nổi không? Nổi chứ mà đua đâu nổi. À đua thì không nổi nhưng mà cởi đi thồ thì hai người cỡ khoảng 100 kg là khỏe re phải không? 100 kg, 100 mấy kg thì khỏe re phải không? Chứ đua không nổi thôi chứ. Dạ. Chắc người này không biết dòng châu Âu hay là dòng Mông Cổ cả nhà. Mông Cổ chắc là Mông Cổ không phải đâu. Mông Cổ con ngựa cái dòng nó nhỏ xíu à. Ngựa thồ không à. À ngựa thồ. À Mông Cổ giống đua không được chứ. Nó để thồ đồ. Chắc lưng nó đi. Dạ. Đó, cái nghề nuôi ngựa là như vậy nha cả nhà. Thì chia sẻ cái nghề nuôi ngựa để hiểu hơn về cái nghề nuôi ngựa hiện tại. Cái nghề nuôi ngựa hiện tại bây giờ cũng rất ít là người nuôi cả nhà. À, cái nghề này có thể là sau này mai mốt là có thể là từ từ nó hiếm mà nó có thể là tuyệt chủng luôn. Tại bây giờ ngựa thì người ta cũng không xài mà giá trị con ngựa thì nó cao mà chỗ đua thì cũng không có cả nhà. Chỗ đua mà chỗ kiểu như để cho nó tập vợt thì cũng không có cả nhà. Bởi vì ngựa bây giờ nó ít, nó hiếm nha cả nhà. Bởi vì giá bây giờ nó rất là cao nha cả nhà. Ai nuôi ngựa thì cao, nhưng mà nuôi một con ngựa cái vấn đề chăm sóc nó rất là khó ha. Cũng cảm ơn chú đã chia sẻ về cái nghề nuôi ngựa cũng như là những chú ngựa tốt của chú. Chúc chú nuôi ngựa thành công ha. Chúc chú là có những cái con ngựa
bù lại những công sức mà chú tập dượt cho nó để đua những giải tốt, mang lại cái niềm vui cũng như hạnh phúc của cái nghề đua ngựa của chú, cũng như chúc toàn thể quý vị khán giả xem cái kênh Gia Hưng Vlog ha một ngày vui vẻ. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha. Thank you.